bây giờ bạn muốn biết cái nhà nó có lên giá hay không á, nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào quy hoạch. Thời buổi này là hẻm bò, mua nhà trong hẻm là thất sắc. Cứ 5 phút là rum 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 rum, ai quen bộ bển ta âu yếm yêu đương rum rum cái sụi luôn. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Mới tập xong nhất cơ quá. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn cái video đầu tiên trong chương trình Vlog Kinh doanh. Tại sao phải làm Vlog Kinh doanh? Trong cái cuộc sống này, mọi người chúng ta đều phải có nhu cầu làm giàu, đúng chưa? Mà có rất là nhiều bạn trẻ fan hâm mộ của Duy Nguyễn nói rằng: anh Duy Nguyễn ơi, anh làm Vlog Kinh doanh đi. Wow. Em nghe mấy thằng cha giáo sư trường đại học nói chuyện chém gió em bực quá. Má nó chém như quỷ vậy đó. Nó chém trời đất ơi, kinh doanh là làm giàu không khó này nọ, nhìn nhà nó nghèo thấy. Nên thôi, em bây giờ em hết thần tượng tụi nó rồi. Bây giờ em thích một người nào mà nói thẳng, nói thật, mà nói khách quan, nói không có gì lợi ích cũng mang cò. Wow. Trong vấn đề bất động sản. Tại sao? Tại vì ngày hôm nay bất động sản là một thị trường tiềm năng. Tất cả chúng ta làm giàu để làm chi? Kiếm tiền mua nhà ở chứ làm chi? Đó. Thì trong cái chuỗi video từ đây về tiếp theo, Duy Nguyễn sẽ cố gắng chia sẻ, truyền tải cho các bạn. Bạn nào biết rồi thôi, những cái kinh nghiệm, kiến thức, những cái chiêu trò khi mà chúng ta dấn thân vô cái công việc mua đất, mua nhà và kinh doanh làm giàu từ bất động sản. Xin nói với các bạn vậy, đất nước Việt Nam chúng ta đó đang ở trong thời điểm phát triển mà giao thời. Thì trong cái giai đoạn này, Duy Nguyễn đã nói rất là nhiều lần rồi, không giàu được thì giai đoạn sau rất khó giàu. Và thấy không, ở Việt Nam trọc phú bất động sản ca đóng. Wow. Ôm đất hết. Bây giờ kiếm cục đất mua cực thấy bà nội luôn. Đúng không? Vấn đề đất cát là một vấn đề rất khó khăn, đúng không? Đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức sâu và rộng. Đó. Mà thằng nào có được cái kiến thức thực tế thì nó cần phải trải qua. Mua đất sao này non sao, đầu tư sao có lời ABC. Và Vlog ngày hôm nay nội dung là cái cách mà chúng ta mua đất để đạt được lợi nhuận cao nhất. Không, mua đất lỗ mua chi ba. Nhưng mà trong vấn đề mua đất á, có rất là nhiều cái kiến thức mà Duy không có thể nào mà truyền tải trong một cái video ngắn gọn này được. Nó nhiều lắm bạn. Thì bạn nào có nhu cầu gì đó thì cứ comment ở dưới video đi. Rồi đàn em của Duy á, nó đọc rồi. Rồi đàn em của Duy á, nó đọc rồi nó nó đưa clip lên là Duy cố gắng làm video. Ai, mệt quá. Các bạn cố gắng thông cảm nha, mới tập gym xong. Wow. Là một gymer đâu chỉ cơ bắp là được. Là một gymer đâu chỉ cơ bắp là được. Ngoài cơ bắp ra chúng ta còn phải có những giá trị khác trong cuộc sống. Đó, làm gymer xong mà làm BT, làm BT kiếm tiền xong làm gì đi mua đất. Đó. Đấy không? Nhưng mà không biết đi mua đất, kiếm tiền làm BT đã đời ra được bị lừa. Bị lừa mấy em. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta mua đất, chúng ta phải xác định rằng mua để làm chi vậy? Có hai loại nha, mua để ở với hai là mua để đầu tư. Đó, Duy Nguyễn không dạy các bạn đầu tư. Duy Nguyễn sẽ cố gắng chia sẻ, truyền tải cho các bạn những cái kinh nghiệm, kiến thức, những cái chiêu trò khi mà chúng ta dấn thân vô cái công việc mua đất, mua nhà và kinh doanh làm giàu từ bất động sản. Không chỉ các bạn đầu tư, chỉ mua để ở thôi nha. Chỉ mua để ở thôi. Mà bây giờ mà mua đất mà để ở thì có hai loại nữa. Thằng ngu thì nó ăn phận, thằng khôn thì nó ở nó kiếm thêm. Đúng không? An phận tức là sao? Tức là giờ tôi mua cục đất, xong rồi tôi xây cái nhà, tôi lấy vợ, lấy con, đẻ cái, xong hết. Nó quan tâm gì cả. Nhưng mà cái thằng khác nó khôn. Nói, thôi, giờ mua đất kệ đi. Trong thời gian chờ đợi xây cái nhà cấp 4 dựng đó ở sẵn. Nó đất lên bán chuyển miếng khác. Thằng đó nó khôn hơn. Nó vừa ở, nó vừa me. Đó. Vậy thì bạn muốn là đối tượng nào? Số 2.
đối tượng số 2 phải không? À, bán camera đã chọn đối tượng số 2 mấy bạn. Được. Wow. Vậy thì bây giờ á, đầu tiên mình phải xác định cái miếng đất có đáng mua hay không cái đó. Wow. Đó. Vậy thì bây giờ miếng đất sao đáng mua? Có sổ đỏ không ba? Đất sổ đỏ quăng ra coi chơi coi. Không có sổ đỏ đâu, từ từ đi, dự án này đang làm anh ơi. Đợi 3-4 tháng sau nó phân lô chia nền ABC các kiểu rồi, xin sổ đỏ hàng loạt nha. Thôi bỏ, tao nói thiệt. Yes. Thị trường nó đầy, nhưng mà kinh nghiệm giang hồ của anh Duy là bỏ kèo đó không có thơm ba ơi. Cái kèo đó nguy hiểm lắm nha. Tại sao nguy hiểm? Đơn giản nè. Đúng không? Bây giờ bạn mua đất mà để bạn ở mà. Bạn xác định là bạn ở đúng chưa? Mà bây giờ tự nhiên đất không có sổ. Xong rồi mua. Cái ra ngoài công ty kia, nó ôm đất, dụ như anh đi. Anh tự nhiên anh bữa nay anh đại gia mấy em. Anh mua 10.000 mét vuông đất ruộng. Xong rồi anh ủi, anh phân nền. Đó anh làm đường nhựa, làm nhựa rồi đẹp đẹp nha. Xong rồi máy xúc máy ủi này nọ kia. Đậu xong anh thuê 100 thằng làm nhân viên anh luôn. Đó. Bán đất nền này vô vài bữa có sổ đỏ nha. Nó hiểu không? Thấy làm ăn mày bán không? Xong cái mấy em cắm đầu vô mua. Trời đất ơi, nó rẻ nè, mua có lời nè, ABC nè. Không có sổ. Sau này mất tiêu đất, mất tiêu tiền. Nhớ, đất không có sổ, không quan tâm. Có sổ thì nói chuyện. Bây giờ tại sao Duy Nguyễn nổi tiếng bởi hai câu thơ Đôi tay Zimmer? Đâu chỉ để làm thơ mà quy luật tinh từng trang sổ đỏ. Đó. Nó đầu tiên đất phải có sổ. Thứ hai, nhận diện cái sổ. Mà nhận diện cái sổ nó phức tạp lắm. Thì nói chung bạn nào muốn biết hiểu cách đọc sổ đỏ đi thì từ từ bữa nào chỉ cho. Nó bữa nào lấy 4-5 cái sổ ra chỉ cho đọc nha. Vậy có sổ mua được hay chưa? Chưa chắc. Nhìn xung quanh. Ê, hàng xóm tao là hàng nào vậy? Hàng hả? Nhà tao nhà mặt tiền hay nhà hẻm ba? Hẻm bỏ. Thời buổi này là hẻm bỏ. Đúng không? Tại sao anh Duy nói là hẻm bỏ? 75 mới thì hẻm lấy. Bây giờ là 2020, hẻm bỏ mấy em. Wow. Mua nhà trong hẻm là thất sách. Đúng chưa? Bảo đảm luôn. Mua nhà trong hẻm là thất sách. Vợ mày đẻ sao chạy xe cấp cứu ba? Đúng không các bạn? Nên các bạn gặp những yếu tố này bỏ ngay. Nhà trong hẻm, bỏ. Hẻm xe hơi thì được. Hẻm xe hơi thì được mấy em. Nói hẻm bỏ nó buồn lắm luôn á. Hẻm xe máy bỏ, nè. Hẻm xe hơi thì được. Hẻm cục bỏ. Đúng không? Hẻm cục bỏ. Rồi bữa nào lỡ vợ nó biết có vợ bé chạy đâu ba. Đúng không? Đàn bà nó ghen lắm. Mỗi lần nó biết hả? Mình nhắn tin nhỏ nào ha. Mày hả con, mày cầm tiền mà cho gái nè. Bà cầm dao bầu ra, bà đứng ngay nửa đây. Đằng kia hẻm cục nó chém không trượt phát nào. Đúng không em? Nên hẻm cục là bỏ. Hẻm xe hơi thì lấy. Nói giỡn thôi. Chứ bây giờ xã hội nó 4.0 hiện đại rồi. Tụi em phải biết đầu tư cho tương lai. Nè, cấp cứu nè. Đúng chưa? Rồi chữa cháy. Hai cái xe đó chạy sao? Hẻm là cái gì bị chết chùm rồi đó. Chưa kể sau này có vốn luôn 300-400 triệu làm đại lý của BBT chở hàng vô nữa ông nội. Đúng không? Mày mua một cái nhà nó phải có giá trị thương mại mấy em. Nhà sẹt nhiều quá bỏ luôn nha. Kiếm cực lắm. Nó giao thư lộn á. Nhà chừng sẹt 2 sẹt tối đa thôi, có nhà 10 mấy sẹt luôn em. Có nhà mà tội có địa chỉ nhìn thấy quả chà đạo luôn á. Mấy thằng rap nó quạo luôn á. Bởi vậy cái này có màn tròn. Thằng rap food với thằng Go Việt, hai thằng nó quăng cho cái địa chỉ kiếm không ra luôn em. Thằng nhỏ chạy thôi, chạy vòng lạc mẹ khóc. Đó, nhớ nha, mấy thằng rap food với thằng Go Việt chạy cẩn thận, nó cho địa chỉ sẹt là thấy bà nội luôn. Rồi nói gì ta? À còn cái nữa, hẻm là bỏ đúng không? Ngập nước bỏ mày. Đúng, bây giờ như mua nhà ngập nước. Đúng không? Ngập nước không sống được mấy em. Nước cống nó lên một cái một là thôi bán cái nhà không ai mua. Đó. Bây giờ mua nhà phải tìm hiểu kỹ. Đầu tiên tới chỗ đó nó hỏi hàng xóm. Ủa chỗ này mưa ngập không? Đúng không? Hỏi nhiều hàng xóm vô chỗ này mưa ngập không đại ca? Nói chỗ này mưa không ngập có nửa mét nước thôi. Trời ơi mẹ ơi, nó bán nhà thằng rau nhà nó rau mùa khô không à. Dân chơi nó khôn lắm ba. Đúng không? Mùa mưa nó ém hết. Nó ngập nước bỏ sừ nó được á. Không ổn chút nào cả. Đó. Rồi nhà có nằm dưới đường điện cao thế không? Hả?
ông ở dưới đường đó cho ông lấy. Có hết đó ông nội. Cái này là cái này là lên level cao. Nhà mà nằm dưới đường đường cao thế hay là nằm ở khu vực mà sạt lở này đó kia đó là cái sổ đó sau cũ. Wow. Má mới mà cấp sổ đó, nhà nước chuẩn bị giải tỏa đó ông thần. Vô đó ở chụp một phát một. Nhưng mà không sao, cái bước mà bị lừa không bị lừa có bước kiểm tra sổ đỏ. Đó, nó sẽ làm trong một cái video sau nha mấy em. Mấy em nhắc anh nợ mấy em video kiểm tra sổ đỏ nha. Yes. À, rồi, nhà gặp nước không mua, nhà gần xí nghiệp không mua, nó xả thải hôi lắm. Đừng có bao giờ chơi mấy nhà đó. Nhà nằm bên Gò Vấp coi chừng. Wow. Tại sao? Mình không có nói mình không phải là ăn tiền Gò Vấp nha bạn, Gò Vấp bình tĩnh nha. Không phải ăn tiền Gò Vấp, tại nhà bên Gò Vấp đó là nhà gần sân bay. Đó, cứ 5 phút làm rum. Không mình bển khỏi ngủ luôn ông ơi. Ai quen bộ bển đang âu yếm yêu đương rum rum cái sụi luôn. Có gì hoài hả? Bởi vì bạn thấy không, cái khu Gò Vấp á, cái hạ tầng nó quy hoạch rất là dở. Tại cái chỗ đó người ta làm như người ta không có động lực để quy hoạch nữa mà. Nhà toàn nhà sụp không à. Xây được 1 tấm 2 tấm hết. Cảng không lâu đâu có cho đâu, khu đường Nguyễn Bạch đó. Ủa phải không ta? Phạm Văn Bạch quận 15 hay gì đó, Gò Vấp là Phan Quý Ích đâu đó. Khu Quang Trung. Trời ơi, nó ngay sân bay không? Khổ lắm. Nhớ né vào đâu ra. Né đường ray xe lửa đó nha ông nội. Má cái đường ray xe lửa đó nó chả khác như sân bay đâu. Đúng không? Đang ngủ á, tưng. Rồi, chút cái ra gà mà chưa kể nó hú nữa. Không cái tưng. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình có những cái đường tàu. Dân ở đó toàn là nhà lụp xệ không bán, không ai mua hết á. Wow. Nó không có giá trị thương mại như không em. Đó, đó là mình nói những cái mà nó căn bản nhất khi mà mua nhà, nói chung mua nhiều lắm, mà trong video nó không nổi đâu. Cái này quan trọng nè, bây giờ bạn muốn biết cái nhà nó có lên giá hay không á. Nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào quy hoạch. Đó, bạn phải hiểu được quy hoạch khu đó là cái gì. Hiểu chưa? Mà người ta đón đầu quy hoạch được á, người ta mới vào. Còn nếu mà cái chỗ đó nó không có quy hoạch á, thì nó sèn sèn không à, nó không lên giá đâu. Đúng không? Ví dụ như giờ bạn mua chỗ đó nó chưa phát triển, nhưng mà bạn phải biết được à, chỗ đó chuẩn bị quy hoạch đủ gì, khách sạn 50 sao, tòa nhà tháp đủ 81 tầng thì gì ABC. Chỗ này quy hoạch công viên, chỗ này mở đường mở lộ, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đường vành đai 4 gì đó. Mua là mình phải hiểu được quy hoạch, đúng không? Nó nằm gần gần cái khu quy hoạch là tự nhiên nó lên giá cao thôi. Chắc chắn luôn. Nhưng mà lỡ mà nằm trên quy hoạch đó là xong game nha. Bởi vì chơi với quy hoạch phải chơi cho nó kỹ à. Tự nhiên cái chỗ đó người ta phóng lộ, ông đâm đầu vô mua, cái thằng chủ nhà nó biết ở chỗ này phóng lộ không đền bù, bay vô bán rẻ cho mày 50 triệu cũng được nữa. Đúng không? Cạp đường nào ngu đỡ hơn đó chứ. Giang hồ mà, lừa nhau sống thôi. Ngu chết à. Nên các bạn phải biết được cái giá trị của miếng đất mình là gì, và cái biên độ đất nó tăng lên là bao nhiêu. Hiểu chưa? Và đó nó có công thức hết rồi bạn. Không phải nó có công thức mà nó có cách nhìn hết. Bây giờ đất trung tâm tăng rất chậm, mà bảo đảm thằng nào có tiền mua đất trung tâm đâu cần coi video của anh Duy Nguyễn. Đúng không? Đất trung tâm nó thiệt với mày 50 tỷ khỏi rớ con. Khỏi rớ. Nghe nó 50 tỷ là vãi rồi. Có 50 tỷ đâu vô coi video của anh Duy Nguyễn đâu. Mình ở đây là mình tư vấn mấy bạn mua đất nhỏ thôi. Đất chừng 20 tỷ đổ lại. Đất chừng 20 tỷ đổ lại. Gì sốc cho ba. Trời ơi, đất thành phố Hồ Chí Minh 20 tỷ chuyện bình thường. Còn nếu mà muốn mà mua đất mà 2 tỷ về nhân trạch Đồng Nai đi. Đương nhiên là Duy không có làm tới nhân trạch Đồng Nai, Duy chỉ làm thành phố Hồ Chí Minh thôi. Kiến thức bất động sản nó ná nhau rồi, bạn áp dụng gì nhân trạch. Đất nhỏ, đất lớn, đất hẻm nữa chứ. Nhà, đúng không? Trên đất có nhà không có nhà. Đó, rồi bây giờ mình qua tới từng loại đất. Cái này dễ bị dính nè. Cái này là anh em bị gạt rất nhiều nha. Mua đất gần khu quy hoạch thì bạn phải xác định đất đó đất loại gì. Ông không phải giỡn đâu nha. Đất giờ có hai loại căn bản, đất trồng cây với đất trồng nhà. Đó, bây giờ chọn loại nào? Mua đất để ở thì phải đất trồng nhà. Đất trồng nhà là đất có giá trị cực kỳ quan trọng, đất trồng cây rẻ bèo. Nhưng mà mua đất trồng cây mà mình hô biến nó thành đất trồng nhà được, mình lời cao lắm em. Còn hô không được thì chết ngắt. Cái đó là kể như là được ăn cả mà ngã làm cu li á. Nha. Đất trồng nhà trên giấy tờ nó sẽ ghi là đất ở. Có chỗ nó ghi đất ở đô thị, có chỗ nó ghi đất ở lâu dài, nhưng mà nó phải đất ở. Đó. Còn trong giới bất động sản nó kêu là đất thổ cư. Đó. Nên trong một miếng đất của bạn nó được bao nhiêu thổ cư và nó được bao nhiêu không thổ cư. Đó, hiểu chưa?
Đầu tiên đó là cái phần thổ cư là cái phần có giá trị để bạn xây dựng. Cái phần không thổ cư là không được phép xây, làm hồ bơi thì được. Nuôi chó trồng chim mới thì được. Nuôi chó, nuôi mèo, chơi chim mới thì được. Nha. Chứ không được xây. Con hiểu không? Bữa nào đi qua tới lĩnh vực xây dựng đi sẽ nói tiếp. Còn đây là đang nói về cái kinh nghiệm mà để chọn đất. Mà chúng ta phải chọn những cái loại đất nào nó phù hợp với mục đích chúng ta. Nếu mà không chúng ta bị lừa nó dễ chết lắm bạn. Vậy thì bị lừa là cái gì? Bị lừa ra này nè. Thằng đó đất trồng cây không à. Đất trồng cây cũng có sổ đỏ bình thường nha ông thần. Đất trồng cây không à. Nó bán rẻ. Nó nói là giờ mua đi rồi xong rồi ra làm giấy tờ thành đất ở. Đúng không? Thí dụ như đất trồng cây giá trị 30 triệu mét làm đất ở thành 60 triệu mét. Ví dụ vậy đi. Wow. Thì nói thôi giờ kẹt tiền quá. Má vợ đẻ con đau bù nhí dí. Thôi giờ tao bán lẹ lẹ này mày ơi. Tao không có thời gian chuyển lên thổ cư nha. Thôi giờ mày mua đi mày chuyển lên thổ cư mày lời mấy tỷ luôn á. Wow. Cái thằng ngu ngu bay tắt cái bắp. Mày dính thuốc độc ói máu chết. Tại sao? Cái thổi bằng nè. Má nó nói tự không nó cho mày đang bảy mấy tỷ nó cho ông ta. Đúng không? Tự nhiên cái thằng đó nó bán đất tại sao nó không ăn mấy tỷ đi mà cho mày mấy tỷ. Cái đạo lý này không bao giờ có. Đúng không các bạn? Đạo lý này không bao giờ có. Làm gì có cái chuyện mà. Tại vì sao mày lên thổ cư được mà không lên đi. Mà mày bán cho tao để tao lên thổ cư. Cái đó bị lừa là cái chắc. Đó. Hiểu không? Nên đừng bao giờ nghe cái bài rất quen. Nghe cái bài rất quen, thôi lên đi chẳng qua tao không có tiền đóng thuế. Mày đừng có lừa tao, nhà nước cho mày nợ thuế, đừng có xạo. Nhà nước Việt Nam cho nợ thuế. Mày đừng có xạo. Nợ thuế 5 năm, xác định nghèo. Mà thằng giàu nợ cũng được nữa. Thằng giàu như tao nợ cũng được. Đúng không? Tại chẳng qua quê không nợ thôi. Tự ái sĩ diện không nợ thôi. Chứ ra cam kết ở hoàn cảnh khó khăn này nọ, vợ ối cơm đau, bà già bệnh gì đó lum la hết. Xong rồi cái nộp hồ sơ vô nợ thuế. Cái hồ sơ đất nợ thuế được. Nhưng mà khi bán phải đóng thuế. Vậy thì cái thằng hồi nãy, tại sao mày không chuyển lên thổ cư cho mày đi, để đất mày được full đất ở. Rồi mày nợ thuế nhà nước, mày bán cho tao, thì mày lấy tiền mày đóng thuế nhà nước mày lấy sổ ra. Mà không phải sổ phải lấy ra, mà là sổ cập nhật. Má, nói thôi không đi qua không sổ nhiều quá nhức đầu lắm, bữa nào đi. Bữa nay nói đất thôi, nên các bạn phải xác định đừng bị lừa về đất. Đừng bị lừa về đất. Đất phải có sổ, chúng ta phải có cái sổ, chúng ta mới có cơ sở để chúng ta mua. Mà chúng ta cầm cái sổ ra thực địa chúng ta nhìn nữa. Coi cái miếng đất ở trên sổ có phải miếng đất tôi thấy hay không. Wow. Hay là cái sổ nó ở Cà Mau mà miếng đất nó ở Bạc Liêu là chết nha. Vậy thì bây giờ bạn nhìn nè, nói qua vấn đề khác. Ở Sài Gòn này những cái vị trí nào đang lên giá, bạn phải biết đất ở đâu lên giá. Bạn không mua đi là bảo đảm bạn không bao giờ bạn mua được. Wow. Đó, bởi vậy dù khi cha mẹ các bạn có tầm nhìn hay không, bài bạc đi, gái gú vợ lớn vợ bé đi. Hết mẹ tiền rồi, giờ đẻ bạn ra. Bạn đi học tốt nghiệp đại học Bách Khoa, con vợ đã tốt nghiệp đại học sư phạm. Hai đứa bay cưới nhau làm thấy mẹ không có tiền mua đất luôn. Ví dụ như mày đi, mày có tiền, mày phải cưới con vợ nó có tiền luôn. Vậy nó mới khôn, đúng không? Anh dạy cho mày câu phải nhớ. Cha mẹ nghèo lỗi định mệnh, cha mẹ vợ nghèo lỗi của mày. Đúng không? Tự nhiên đi cưới con vợ nghèo thấy bà nội luôn rồi gánh nặng. Ai làm vậy? Các bạn có thể là không đồng ý quan điểm với Duy, nhưng mà Duy đang nói về video kinh doanh nha bà. Thì hôn nhân cũng là kinh doanh, tại vì đây là đề tài kinh doanh, đúng không? Chừng nào video tình cảm nó khác. Em ơi hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ làm nên thằng cu. Đi em welfare chết mẹ luôn. Welfare là gì? Welfare là bộ thức trợ cấp thất nghiệp dành cho người không có khả năng lao động ở những nước tư bản phát triển. Vậy đi. Đó. Vậy thì mình có tiền mình mua cục đất, con vợ nó có tiền nó xây cái nhà hai bề đẹp, ra đường cốc ngán nào hết, đúng không? Phải là như vậy. Mà đầu tư ở đâu? Đầu tư vùng ven. Các bạn có thể đầu tư huyện hay quận gì cũng được. Nếu mà các bạn nhắm cái huyện đó mà nó sắp lên quận, bạn bụp vô một phát một bút lên quận, giá đất bất động sản nhảy tưng 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 luôn. Đó. Quận 7 nè, hơi mắc nhưng mà nó cũng còn đất đó. Nó như Duy nè, có miếng quận 7. Nó giờ chia sẻ luôn. Nó Duy có miếng quận 7. Nói chung cũng nhỏ thôi bạn, có 400 mét vuông đất. 400 mét vuông đất phải hết nha, không chơi đất ruộng. Rồi nhà bè, bạn đầu tư cho nhà bè được. Rồi tới Cần Giờ,
Đó, tại vì sao? Tại vì á, cái khu Nam là cái khu đẳng cấp nhất Sài Gòn. Wow. Không có khu nào mà đẳng cấp bằng khu Nam hết á. Khu Nam là khu phát triển nhanh nhất, đất tăng nhanh nhất, kết nối VIP nhất. Wow. Ghê không? Không phải. Ê mày, cái này là chia sẻ kinh nghiệm thôi, không quảng cáo bất động sản. Bảo đảm cũng phải là cò nhà, cò đất, không bán buôn gì đây nha. Bạn hiểu khu Nam gồm có những quận nào? Khu Nam gồm có quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ. Đó, khu Nam đó. Mà đó nói là quận 7 là gì? Có khu đô thị Phú Mỹ Hưng, là cái khu đô thị VIP nhất thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, được thành lập sớm nhất luôn. Wow. Đó. Mà để cạnh tranh với khu Phú Mỹ Hưng bây giờ đó, chứ có khu Thủ Thiêm thôi. Mà Thủ Thiêm bây giờ nó còn dính nhiều vấn đề lắm, nó chưa có đủ đâu. Mà trong khi đó bất động sản khu Nam nó nổi lên, nó mọc ầm ầm ầm. Bạn qua khu Nam coi, má như châu Âu vậy đó ba. Wow. Thiệt, thằng khu Nam á nó đẹp lắm, nó như châu Âu vậy đó. Một cái quận mà cái gọi là cái không gian xanh nó phủ kín, bạn biết không? Bạn về Sài Gòn đi kiếm cái cây cực thấy bà nội. Nhưng mà khu Nam nó cây nhiều lắm bạn, nên khu Nam là cái mảnh đất rất là tiềm năng và phát triển. Quận 7 là mắc nhất, tới Nhà Bè rồi tới Cần Giờ. Cần Giờ nó có rừng thôi, nhưng mà dạo gần đây Cần Giờ cũng tương đối phát triển, và những cái dự án của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho khu Nam rất là cao. Kể cho nghe chơi nè, cầu Thủ Thiêm không phải một cầu mà là tới 4 cầu lận nội. Cái cầu Thủ Thiêm ngay chỗ Tôn Đức Thắng, là bây giờ các bạn nhìn thấy là mới con cây thôi đó nha. Cầu Thủ Thiêm á, quận 7 là khu Nam nó có tới 2 cây rồi. Nó cây 3, cây 4. Đi qua quận 2 á là cái khu đó nó kết nối giao thông hình vòng tròn, ôm hết thành phố Hồ Chí Minh. Đường Quỳnh Tấn Phát đi về Phú Xuân. Đó, ghê chưa? Nguyễn Hữu Thọ này nọ kia. Sau này mở rộng hết, làm thêm nhiều đường, nhiều cầu. Phú Xuân 2, cái cầu Phú Xuân 1, Phú Xuân 2. Đó, sau này làm thêm cầu Bình Khánh. Cầu Bình Khánh là như trên đường Vành Đai 4. Đó, nó kết nối Vành Đai 4 đi về Đồng Nai. Xong rồi sau này làm cầu đi qua tới Vũng Tàu luôn. Từ Cần Giờ đi Vũng Tàu luôn. Đó, nên dựa vào những yếu tố đó mà nó phát triển rất là cao, và có rất là nhiều cái dự án bất động sản đang đầu tư về khu Nam. Nên khu Nam trước sau và mãi mãi là khu VIP nhất Sài Gòn. Thủ Thiêm chờ đi. Đó, nên đầu tư là phải chơi đó. Bạn mua đất ở vùng đó bạn ở cũng rất là ok. Ở quận 7 không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu tiền thôi. Dám tuyên bố bạn câu á, quận 7 cái gì cũng có đó. Bạn coi triển lãm xe nó ở đâu vậy? Nó ở quận 7 đó, trên đường Nguyễn Chí Linh, không thiếu cái gì cả. Nó nên là các bạn đầu tư vào những cái vùng ven và khu Bắc. Khu Đông nó cũng sôi nổi lắm. Khu Đông là quận 9, quận Thủ Đức, quận 2. Nhưng mà quận 9 với quận 2 nó nhảy nhanh hơn Thủ Đức. Còn khu Tây là khu Di ở đang ở nè. Nói chung là khu nào cũng có Di đó. Khu Tây là khu chỗ Di đang đứng quay phim nè. Đó, khu Tây thì nó phát triển chậm hơn. Nó phát triển chậm hơn nhưng mà nó cũng được. Nói chung là bây giờ các bạn tiền ít mà các bạn muốn an toàn này nọ kia, thì các bạn nên tập trung đầu tư nhanh, nhạy. Mua cái nhà để ở những cái khu đó đó. Còn cái khu trung tâm thì ta khỏi cửa đi ba. Khu trung tâm là bây giờ thứ nhất nó không lên, mà thứ hai nó mắc, hiểu không? Bạn chơi không nổi đâu. Nói nha, thôi video nói tới đây thôi. Nói nhiều quá nó hết đề tài. Like đi mấy em, like đi các bạn. Nãy giờ nói hết thực tế không? Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.